Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay với những thông tin nông nghiệp trong và ngoài tỉnh đang diễn ra hàng ngày. Nếu bỏ lỡ thời gian phát sóng, quý vị và bà con hãy theo dõi lại trên trang thông tin điện tử lamdongtv.vn. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Trồng hồng môn bán chậu thu 25 triệu đồng trên 1.000 mét vuông mỗi tháng. Làng trồng dâu nuôi tằm mới ở vùng xa Lâm Hà, nông dân thu vài chục triệu đồng mỗi tháng nhờ cây dâu con tằm. Mùa ớt 2023, nông dân Quảng Ngãi thu lại khủng vì giá ớt tăng cao. Lão nông với vườn rau công nghệ cao, đầu ra ổn định nhờ liên kết. Thưa bà con, tổ dân phố Cam Minh là vựa lúa của thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, với những cánh đồng lúa nước truyền thống của bà con Cơ Hò. Ngành nông nghiệp thường xuyên chuyển giao các kỹ thuật canh tác lúa hiện đại, cơ giới hóa cũng như triển khai các giống lúa mới, năng suất cao, chất lượng tốt cho bà con. Toàn tổ dân phố Cam Minh có 473 hộ thì có 170 hectare chuyên trồng lúa nước. Lúa bà con trồng để ăn, dư thì mới mang bán để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, những cánh đồng lúa ở đây đều sạch theo đúng nghĩa, bởi bà con ở đây đều tuân thủ tốt các khâu chăm bón, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Nhà nông Capren đang tranh thủ cắt cỏ ven bờ cho ruộng lúa của gia đình. Khi được hỏi tại sao không dùng thuốc diệt cỏ cho nhanh, anh chia sẻ do được tập huấn biết sự nguy hại của thuốc diệt cỏ nên đa phần bà con ở đây đều không dùng. Phát cỏ đảm bảo cây lúa không bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Phân bón thì cũng được ngành nông nghiệp hướng dẫn thời điểm nào bón phân gì nên cây lúa phát triển tốt và cho năng suất cao. Vụ đông xuân này, Cam Minh trồng hơn 90 hectare lúa do thiếu nước. Nhờ kỹ thuật được nâng cao, phân bón đầy đủ, quản lý tốt dịch hại nên năng suất trung bình của bà con đều đạt trên 5,5 tấn một hectare. Bà con làm lúa 2 vụ, mỗi gia đình ít thì 2 đến 3 sào, nhiều thì cả mẫu lúa. Vì vậy, gia đình nào cũng có củ ăn, củ để. Lúa dư được bà con bán với mức giá từ 8.000 đồng đến 11.000 đồng một ký, tùy vào giống lúa canh tác. Theo bà con, mùa này bà con trồng lúa ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch hơn vì nước không đủ cho cây lúa dài ngày. Sang vụ hè thu, bà con trồng các giống mới như ST25 dài ngày cho năng suất cao, gạo ngon và bán cũng được giá hơn. Thưa quý vị và bà con, đây là vườn hồng môn trồng chậu ở xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, cũng thuộc địa bàn vùng xa. Thế nhưng người nông dân ở nơi đây đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong canh tác và những chậu hồng môn này là một ví dụ điển hình. Mặc dù không quá phổ biến như hồng môn cắt cành nhưng nếu tìm được đầu ra ổn định, hồng môn chậu lại cho thu nhập cao hơn hẳn. Chị Nguyễn Kim Chi ở xã Hòa Bắc, huyện Di Linh bén duyên với cây hồng môn từ 13 năm trước. Ban đầu, chị chỉ làm vài trăm mét vuông hồng môn cắt cành, nhưng do cây giống kém và chưa nắm được kỹ thuật nên chị bị thua lỗ khá nhiều. Không nản lòng, chị quyết học hỏi, tự nhập giống hồng môn từ nước ngoài về và xây dựng trang trại hồng môn hơn 3 hectare tại xã Hòa Bắc. Đáng chú ý là chị không chỉ làm hồng môn cắt cành, chị còn dành 1.000 mét vuông trồng hồng môn chậu để cung cấp cho đầu mối. Hai màu chủ đạo mà chị chọn là màu đỏ và màu cam. Những chậu hồng môn này từ khi nhập chỉ cao khoảng 5cm, trồng sau 12 tháng có từ 5 đến 6 bông trở lên mới có thể xuất vườn. Trên 1.000 mét vuông này, chị làm giàn cao để đặt chậu cây. Mỗi năm chị xuất bán 2 lô với khoảng 24.000 cây hồng môn chậu, giá bán 55.000 đồng một chậu. Mỗi tháng chị riêng một sào hồng môn chậu cho thu khoảng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị Kim Chi, hồng môn chậu chỉ phát triển vừa phải, đáp ứng nhu cầu thị trường, chứ không phổ biến như hồng môn cắt cành. Vì vậy, nếu bà con muốn phát triển hồng môn chậu thì cần tìm đầu ra trước khi trồng. Thưa bà con, trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện có 2 làng nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận vào năm 2015 là làng nghề dâu tằm tơ Hùng Vương Đông Anh 3 và làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5 ở Nam Bang. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại lợi nhuận cao, ngày càng nhiều làng tằm phát triển mạnh. Như tại thôn Yên Thành, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà thì có tới 60% bà con nông dân trong thôn làm nghề trồng dâu nuôi tằm với thu nhập ổn định. Nghề trồng dâu nuôi tằm mới chỉ phát triển khoảng hơn 6 năm qua ở thôn Yên Thành, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà. Có một điều khác ở làng tằm này là do đa phần bà con đều có diện tích lớn, bà con trồng dâu ít cũng 4.000 mét vuông, nhiều thì cả hecta. Cùng với việc xây dựng nhà nuôi tằm rộng rãi, thoáng mát nên 100% bà con Yên Thành đều nuôi tằm dưới sàn nhà và cho ăn dâu cành. Ưu điểm của phương pháp nuôi tằm bằng dâu cành là rất lợi công. Một nhà chỉ cần một người cũng có thể nuôi 1 đến 2 hộp tằm một tháng. Tằm nuôi sàn nhà không cần thay phân. Sau khi tằm lên né, cọng dâu và phân tằm sẽ được xay nhỏ, ủ thành phân và bón ngược lại cho cây dâu.
Được biết, dâu sau khi đốn 2 tháng sẽ xanh tốt trở lại để tiếp tục nuôi lứa mới. Trung bình mỗi 4 sào dâu nuôi tầm theo phương pháp cắt cành này có thể nuôi được 2 hộp tầm mỗi tháng. Với giá cán tầm liên tục đạt mức cao kỷ lục và giữ ổn định khiến người nuôi tầm phấn khởi. Để đảm bảo ổn định đầu ra không bị biến động về giá thì xuất khẩu là giải pháp hướng đến của các vùng trồng trái cây trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long và một trong những điều kiện bắt buộc để xuất khẩu. Hiện nay đó chính là phải có mã vạch để dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Diện tích vùng trái cây được cấp mã vạch tại đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng mở rộng, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cho xuất khẩu vừa hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là một trong những hợp tác xã đầu tiên được cấp mã số vùng trồng trên địa bàn. Đến nay, hợp tác xã đã có 8 mã vùng trồng và một nhà máy đóng gói được chấp nhận với diện tích khoảng 200 hectare. Xuất khẩu đều đặn sang Trung Quốc và một số thị trường khác. Với mức giá từ 75.000 đến 80.000 đồng 1 kg sầu riêng RI6 tại vườn, bà con đã có lợi nhuận khoảng từ 30 đến 40%. Việc được cấp mã vùng trồng không chỉ giúp tiêu thụ hàng hóa ổn định hơn mà còn từng bước chuẩn hóa hoạt động trồng trọt, đáp ứng thị trường của bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó thúc đẩy các chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp xuất khẩu cũng như nhà khoa học, hạn chế rủi ro từ việc cung vượt cầu, được mua mất giá. Dù vậy, việc mở rộng diện tích cây ăn trái được cấp mã số tại đồng bằng sông Cửu Long không hề dễ dàng. Số lượng mã vùng trồng còn khiêm tốn so với tổng diện tích gần 400.000 hectare toàn vùng. Hiện các địa phương đang tích cực tuyên truyền nông dân chủ động tham gia vào sản xuất theo chuỗi cũng như đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng. Quảng Ngãi là thủ phủ của cây ớt và nông dân Quảng Ngãi đang hối hả vào vụ thu hoạch ớt. Nếu như năm ngoái người trồng thất thu vì ớt mất giá chỉ vài nghìn đồng mỗi ký, thì vụ ớt năm nay người trồng lại vui vì được giá gấp nhiều lần. Chỉ thu hoạch đợt đầu tiên người trồng ớt đã thu lại được vốn. Ớt có vị cay nhưng nông dân trồng ớt ở Quảng Ngãi đang nếm vị ngọt từ loại cây trồng này nhờ giá ớt năm nay đang tăng cao. Hơn nửa tháng nay, người trồng ớt Quảng Ngãi rất phấn khởi vì giá cả tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Qua tìm hiểu, nếu năng suất cao, trung bình mỗi sào có thể thu về khoảng 1 tấn ớt tươi. Với giá bán dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký như hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi sào ớt nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng. Nhiều nông dân chỉ thu hoạch đợt đầu tiên đã thu lại được vốn từ đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh trồng hơn 878 hectare ớt, tăng 213 hectare so với kế hoạch. Thưa quý vị và bà con, cây dâu từ chỗ chỉ là loại cây trồng làm bờ rào thì nay đã giúp cho nhiều nông dân ngoại thành Hà Nội có thu nhập cao. Những ngày này, mùa dâu chín rộ ở khắp các xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội khiến không khí thu hoạch bán mùa tấp nập. Nông dân làm nghề trồng dâu ở các xã Dương Liễu, Hiệp Thuận thuộc huyện Hoài Đức và Phúc Thọ, Hà Nội đang vui mừng vì dâu tằm được mùa được giá. Từ giữa tháng 3, trái dâu dần ngả màu và chín mọng. Đó là lúc các chủ vườn tại đây bắt đầu một mùa thu hoạch. Năm nay do thời tiết thất thường, dâu chín không đồng đều, việc thu hoạch khó khăn, giá bán cho các thương lái tại vườn dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Dâu tằm được vận chuyển vào Nam để bán và xuất ra các chợ ngoài trung tâm Hà Nội. Giá dâu bán lẻ tại các chợ trên địa bàn thủ đô dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Trung bình mỗi vụ dâu tằm dự kiến thu về được từ 10 đến 15 triệu một sào. Thưa quý vị và bà con, được công nghệ hiện đại giúp đỡ thì người nông dân ngày nay có thể nói là canh tác khá là nhẹ nhàng. Tưới tự động, châm phân tự động, nhà canh tác sạch sẽ và sản phẩm làm ra thì có người tới tận nơi thu mua. Đây là cách mà nông dân Đà Lạt đang áp dụng ngày nay và vườn rau hiện đại như thế này là của một đôi vợ chồng ngoài 70 tuổi. Thế nhưng vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm và gặt hái được nhiều thành công. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Hàng tuần, đôi vợ chồng nông dân này vẫn cùng nhau thu hoạch những trái dưa leo, cà chua đủ tiêu chuẩn để xuất bán theo hợp đồng. Ông Trương Văn Hoành và bà Hoàng Thị Thanh ở tổ Tây Hồ 2, phường 11, thành phố Đà Lạt, dù đã trên 70, thế nhưng vẫn miệt mài lao động. Bởi theo ông, không làm việc mới khiến mình già đi, còn sức là còn làm. Vậy nên trên diện tích 1 hecta, vợ chồng lão nông Trương Văn Hoành vẫn ngày ngày canh tác. Và gia đình ông chọn áp dụng công nghệ cao trên toàn bộ 1 hecta nhà kính. Vừa tiết kiệm nhân công, lại vừa đỡ tốn sức. Mọi thứ từ tưới cây, bón phân, theo dõi nhiệt độ, v.v. đều được tự động hóa, rất hiện đại. Không ngại thay đổi là cách mà nhà nông này đã thành công trong canh tác nông nghiệp công nghệ cao. Nếu mà mình có cái đam mê, phải nói là dùng nhân từ là đam mê trong nông nghiệp, là mặc dù lên công nghệ cao là những cái bài bản là mình học trên coi trên mạng, trên đồ học, trên tài liệu,
nhưng mà phải qua những cái thực tế của cây trồng, là phải yêu cây đó, rồi phải giống như về như cái cây dưa leo này là tôi thực tế là khổ với nó là 7-8 năm trời từ khi bắt đầu làm công nghệ cao. Nó rất nhiều bệnh rìu ấy, nhiều cái về bệnh là không phải bệnh ấy mà về sinh lý của cái cây ấy. Đó là mỗi khi thời tiết thay đổi thì nó là thiếu chất này thiếu chất kia, thì cái đó là phải nói là phải có đam mê thì mình mới là bền bỉ với cái cây dưa leo này. Chuyển đổi sang mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao từ năm 2015 đã giúp khu vườn của nhà nông Trương Văn Hoành tạo ra sản phẩm chất lượng. Ông cũng thường xuyên thử nghiệm các giống rau củ mới lạ nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới, mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm mới lạ, nhiều dinh dưỡng. Chẳng hạn như những loại cây gia vị có mùi hương như xạ hương, hương thảo, vừa làm thuốc, vừa làm gia vị, vừa có tính xua đuổi côn trùng. Và dĩ nhiên, tất cả các sản phẩm này sau khi thu hoạch đều được ký hợp đồng với các đơn vị thu mua uy tín với giá cao và ổn định. Cái cây xạ hương với lại cái cây hương thảo là thứ nhất là nó một là cái loại cây gia vị là mình cũng có thể là mình bán được. Rồi cái thứ hai là cái đó là mình sử dụng cái đó thì mình sẽ giảm đi rất nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Nghĩa là những cái loại như côn trùng đó là nó ít xâm nhập vào vườn của mình. Chỉ mỗi lần mình đi quanh vườn, mình đi thăm tí là mình cầm cái cây gì, mình qua cái lá của nó là nó sẽ tự cái toát. Nó tiết ra cái mùi hương của nó, là cái loại đó là mấy cái loại hương đó là nó sẽ làm xua đuổi côn trùng nó không có xâm nhập vào vườn mình. Nông dân Đà Lạt hay nông dân Lâm Đồng thì rất là chịu khó muốn học hỏi và rất mong muốn là tiếp thu những công nghệ mới về để cải tiến phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Thì ở Đà Lạt thì những nông dân mà lớn tuổi thì vẫn tư duy vẫn đang còn rất là trẻ, rất muốn học hỏi. Thế ra là đây là những cái điểm cộng mà mình đang thấy đang là trong những hệ thống nông dân của bên chỗ xe của Đà Lạt, thì mọi người rất là nhiều người lớn tuổi nhưng mà tư duy rất là mới, tư duy học hỏi rất là mạnh liệt. Có thể nói liên kết chính là chìa khóa để giúp bà con nông dân thành công, dù là trồng cây hay nuôi con gì. Với hợp đồng liên kết, những nhà nông như ông Trương Văn Hoành ngoài được cung cấp cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật và bảo đảm tuân thủ quy trình cũng như sản lượng các công ty đưa ra thì còn được cam kết thu mua 100% sản phẩm. Tại chuỗi liên kết của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Seco Đà Lạt, hiện đang liên kết với hơn 50 nông dân tại thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận, cung cấp mỗi ngày 1 tấn rau củ quả các loại. Cao điểm có thể lên đến 4-5 tấn. Nhiều loại nông sản mới lạ cũng được đơn vị này nhập khẩu và chuyển giao cho bà con nông dân trong chuỗi trồng, từ đó cung cấp ra thị trường theo thị hiếu người tiêu dùng. Điều này đã giúp cả nông dân và doanh nghiệp gặt hái được nhiều thành công. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633 829 930. Đến đây, Kiều Anh, Thanh Hải cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.